Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Một nền kinh tế bị thao túng không phải là kinh tế thị trường. Hoa Kỳ đã nhiều lần đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ. Lần gần nhất Việt Nam bị đưa vào danh sách này là vào tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, đáng sợ hơn, nền kinh tế Việt Nam còn bị thao túng bởi các nhóm lợi ích, gồm sự cấu kết giữa quan chức chính quyền và doanh nghiệp sân sau nhằm trục lợi bất chính. Điều này đã khiến cho tài nguyên của đất nước, bao gồm cả tài nguyên khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên đất và nguồn nước bị khai thác đến mức kiệt quệ. Nhóm lợi ích cũng khiến cho nền tài chính, các nguồn vốn của quốc gia bị bào mòn, rỗng ruột. Nó cũng gây ra hiện tượng chảy máu chất xám, sự bất bình đẳng xã hội ngày càng cao và rất nhiều hệ lụy khác. Hình ảnh một đại án với các quan tham cùng đứng chung doanh nghiệp sân sau. Tháng 1 năm 2012, Hội nghị Trung ương 4 khóa 11 đã ban hành nghị quyết một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay, trong đó cảnh báo về tình trạng lợi ích nhóm và xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải đấu tranh chống lợi ích nhóm. Kinh nghiệm dân dã thấy rằng những gì mà đảng cảnh báo về vấn đề nội bộ thì đều là những nguy cơ có thật, đã hiện hữu hoặc đã tràn lan. Bởi đảng với tư duy cố hữu là đảng là đỉnh cao của trí tuệ, mà đã là trí tuệ đỉnh cao thì làm sao có chuyện sai lầm. Cho nên, chỉ khi hiện thực phơi bày ra trần trụi và nguy cơ đến mức cấp bách, nghiêm trọng thì đảng mới chịu cảnh báo. Tuy nhiên, việc đảng cảnh báo là một chuyện, còn việc đảng có xử lý rốt ráo, xử lý tận gốc rễ vấn đề hay không lại là chuyện khác. Bởi muốn giải quyết triệt để thì đụng đến vấn đề then chốt, đặc quyền lãnh đạo của đảng. Thực tế, qua một loạt đại án thời gian qua, người dân phải rùng mình khi nhìn thấy mức độ tàn phá nền kinh tế, tàn phá đất nước của các nhóm lợi ích với những món hối lộ cứ triệu đô mà nhẹ tựa lông hồng. Hình ảnh bà Trùm Trương Mỹ Lan, người gây ra vụ lừa đảo cực lớn tại SCB. Có thể nói hiện nay mức độ ảnh hưởng của các nhóm lợi ích đã không dừng ở việc thao túng các chính sách lẻ tẻ, tìm kiếm các khoản ưu đãi về thuế hay rút ruột đầu tư từ tiền ngân sách. Các nhóm lợi ích ngày nay phải dùng từ lũng đoạn để hình dung, bởi họ có khả năng thao túng đến cả luật pháp, mà thao túng một cách có hệ thống, có tổ chức, thậm chí rất bài bản. Điều này thể hiện rõ nhất trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp. So sánh để thấy ở Mỹ, VinFast đang phải đối diện với hai vụ kiện về việc đưa ra thông tin không đầy đủ, không trung thực ra thị trường chứng khoán. Nhưng ở Việt Nam, đây là việc nhỏ như con muỗi. Các doanh nghiệp Việt không chỉ không đưa thông tin trung thực mà còn cố tình đưa thông tin sai lệch, cấu kết nhau đẩy giá, thậm chí lừa đảo chứng khoán và trái phiếu. Điển hình là vụ ngân hàng SCB lừa bán trái phiếu An Đông cho hơn 40.000 khách hàng. Và không chỉ có SCB mà còn có những Sunshine, những Sát Thủy, kể cả Vin. Nạn nhân của các đại gia này đang kêu khóc mỗi ngày, kêu đến kiệt sức, ngất xỉu. Nhưng đáp lại họ là lực lượng công an trấn áp, xịt nước, lùa lên xe buýt, áp tải về đồn vì tội gây rối. Báo chí quốc doanh, ngay cả cơ quan ngôn luận của đảng cũng thừa nhận có sự lũng đoạn của các nhóm lợi ích. Họ biết rõ rằng nhóm lợi ích ở Việt Nam đã tồn tại ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, từ các dự án công, các chương trình đầu tư xã hội, tài chính, ngân hàng, bất động sản, tài nguyên khoáng sản, xuất nhập khẩu đến năng lượng sạch. Hình ảnh đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm về thực trạng lũng đoạn kinh tế chính trị hiện nay. Truyền thông nhà nước vẫn ra rả nói về tình trạng sở hữu chéo trong ngành ngân hàng, mà nói thẳng ra là doanh nghiệp, quan chức cấu kết nhau lừa đảo người gửi tiền, thậm chí có thể gọi là ăn cướp trắng trợn. Như vậy rất rõ ràng, nền kinh tế Việt Nam không chỉ bị nhà nước can thiệp và chi phối, mà còn bị rất rất nhiều nhóm lợi ích lũng đoạn. Hậu quả của việc thao túng lũng đoạn này đã khiến việc trao đổi hàng hóa không thể nào thực hiện theo nguyên tắc trao đổi tự do, một nguyên tắc căn bản của nền kinh tế thị trường. Cứ nhìn những nạn nhân của SCB khi họ đem tiền đến gửi cho ngân hàng này thì được chào mời đon đả hoặc dụ bằng những bánh vẽ lãi suất cao, muốn rút lúc nào cũng được. Nhưng đến khi họ muốn rút tiền thì ôi thôi, những đồng tiền xương máu của họ giờ chỉ còn lại trên những tờ giấy. Tiền của họ tại sao lại không thể rút ra, trong khi ngân hàng vẫn tồn tại, công ty chứng khoán đã bán trái phiếu cho họ vẫn tồn tại. Trong khi vụ án Vạn Thịnh Phát đã bị xét xử, bản án đã tuyên, nhưng vì sao không ai đề cập đến họ, những nạn nhân trực tiếp và khốn khổ.
Vậy làm sao có thể nói nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế tự do, là kinh tế thị trường hay xã hội chỉ tự do cho những kẻ ăn cướp có giấy phép hoặc mặc áo công quyền? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Một nền kinh tế bị thao túng không phải là kinh tế thị trường. Liệu Tô Lâm có cứu Bí Thư và Chủ tịch Nghệ An không? Chiều tối 11 tháng 5, đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm dẫn đầu cùng Thượng tướng Lương Tam Quang về Nghệ An dự khai mạc lễ hội Làng Sen 2024. Lãnh đạo Nghệ An đón đoàn rất long trọng vì đây là dịp đặc biệt. Khác hẳn với những lần trước, Thái Thành Quý và Nguyễn Đức Trung đã bị lộ hành vi nhận hối lộ, còn ông Tô Lâm thì gần như chắc chắn sẽ là tân Chủ tịch nước, ông Lương Tam Quang sẽ là tân Bộ trưởng Bộ Công an. Trong buổi tối ngày 11 tháng 5 và sáng ngày 12 tháng 5, khi tháp tùng đoàn về Kim Liên, quê Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quý và Trung đã vài lần buột miệng gọi ông Tô Lâm là Chủ tịch. Cả hai cũng đã tranh thủ gặp riêng ông Tô Lâm tại khách sạn 5 sao Mường Thanh trên đường Quang Trung, thành phố Vinh để thanh minh thêm về những tin đồn gần đây, đồng thời thể hiện sự ủng hộ trung thành tuyệt đối lâu dài với ông Lâm. Hình ảnh từ trái sang phải Lương Tam Quang, Tô Lâm, Thái Thành Quý và Nguyễn Đức Trung tại Làng Sen. Đáp lại, ông Lâm tế nhị hứa hẹn xã giao và hướng câu chuyện sang mục đích chính của chuyến đi. Trung và Quý cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thắp hương cho bác rất thành kính. Cả hai đều hiểu rằng nếu được ông Lâm ủng hộ thì sau này Bộ trưởng Quang cũng sẽ dễ dàng ủng hộ. Sự hồ hởi nhất thời đã khiến họ quên đi hình ảnh ông Trọng đã ôm ông Đinh La Thăng hay nắm tay ông Vương Đình Huệ thân tình như thế nào. Cả Quý và Trung đã nhận hối lộ với số tiền lớn của Phúc Sơn và Thuận An. Nếu không bị khởi tố như những trường hợp khác, ông Lâm sẽ mang tiếng là đánh đấm phe phái để tranh giành quyền lực, chứ không phải là thực thi công lý. Dù biết rằng kỷ luật lãnh đạo Nghệ An quê hương của Hồ Chủ tịch là điều rất phức tạp, bằng chứng là ông Nguyễn Xuân Đường, nguyên Chủ tịch Nghệ An, vẫn chưa bị khởi tố, dù có rất nhiều sai phạm mà Bộ Công an nắm rõ. Dù biết rằng Trung và Quý được hậu thuẫn bởi ông Nguyễn Sinh Hùng, đặc biệt là Hoàng Văn Chánh, đệ của ông Hùng, Tô Huy Rứa và những quan chức Nghệ An khác ở Trung ương hiện nay, nhưng không thể vì những lý do này mà để cho họ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Làm như vậy, người dân Nghệ An nói riêng, cả nước nói chung sẽ mất niềm tin nghiêm trọng vào công lý và những người thực thi. Hình ảnh Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Thái Thanh Quý trưởng thành từ đoàn thanh niên, Quý từng nổi tiếng là một tay cờ bạc có hạn, lấu cá, nham hiểm, đặc biệt là không hề có trình độ, chỉ chăm chăm vơ vét và xây dựng các mối quan hệ. Ngôi biệt thự xa hoa của Quý xây dựng trên lô đất hàng ngàn mét vuông ngay ngã tư Lý Tự Trọng, Trương Văn Lĩnh, thành phố Vinh cho thấy sự coi thường người dân và sự tham lam vô độ như thế nào. Ngôi biệt thự này còn to hơn biệt thự của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớt tại đường Nguyễn Sĩ Sách, thành phố Vinh do Đức Còi xây dựng. Biệt thự của Quý nằm ngay gần tòa nhà Lotte, quy mô cũng ngang ngửa, lối vào có lực lượng canh gác để hạn chế quay phim, chụp hình. Thời gian gần đây, thị xã Cửa Lò đang khẩn trương sáp nhập vào thành phố Vinh. Quý vốn thân thiết với bà Phạm Thị Hồng Toan, bí thư thị xã Cửa Lò, tận dụng vơ vét những lô đất đắc địa nhất ở thị xã du lịch ven biển này. Quý và Trung cũng dành sự ủng hộ can thiệp tối đa cho Nguyễn Đức Chi, chủ tịch công ty Crystal Bay để đầu tư về Cửa Lò. Hình ảnh Nguyễn Đức Trung, chủ tịch Nghệ An. Chắc không cần nói ai cũng biết rằng sau sự ủng hộ đó là gì. Người ta chỉ không biết về con số khủng đến như thế nào. Nguồn tin nội bộ cho hay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò Doãn Tiến Dũng và trưởng phòng Tài nguyên Môi trường Phan Công Đối đã bị câu lưu để điều tra. Sắp tới đây, thị xã Cửa Lò sẽ tan hoang, không phải vì sáp nhập vào thành phố Vinh, mà tan hoang vì hệ lụy từ sự ra đi của Vương Đình Huệ. Hồ Đức Phớt sẽ vô cùng đau khổ và sợ hãi một khi các chiến hữu thân thiết của mình như Nguyễn Chí Nguyện, Võ Văn Hùng hay Đức Còi sẽ lần lượt ra tay vào còng. Một khi Đức Còi bị bắt, ông Nguyễn Hữu Cầu hẳn sẽ buồn lòng. Nhưng ông cũng được an ủi vì đối thủ đã giành mất chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, vốn tưởng thuộc về ông Thái Thành Quý, cũng sẽ phải trả giá. Chúng tôi sẽ lần lượt có bài nói về những công ty thường xuyên trúng thầu các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là các công trình giao thông và y tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Liệu Tô Lâm có cứu Bí Thư và Chủ tịch Nghệ An không?
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm d.